trứng mà không cho gà ấp thì vẫn là quả trứng mà thôi. Quả trứng ngày đêm đêm ngày ấp thì một chú gà con ra đời. Hạt thóc mà không gieo vào đất thì vẫn là hạt thóc mà thôi. Hạt thóc mà gieo ngay vào đất thì đồng lúa mọc lên tốt tươi. Lời hứa mà không lo xin giữ thì vẫn là lời hứa mà thôi. Lời nói dù hay ai là hay, một con vẹt cũng nói được ngay. Vẹt là hàng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay. Hôm qua là hạt mầm, hôm nay đã thành cây. Vẹt là hàng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay. Cho bao người mê say, biết cất cánh bay. Vẫn là hạt